đi ra hàng in lần nào cũng để quên cái USB ngoài quán, xong lần nào ra in cũng lỗi hết cái này đến cái kia. Nên tôi quyết định làm cái móc hình con cá cho mọi việc nó trôi chảy. Với phương châm cây nhà lá vườn có gì dùng đấy, với kỹ thuật pháp lam thâm hậu thế này thì chắc cốp là không có ai có chiếc móc như thế này ngoài mình. Nhưng nếu các bạn đặt hàng tôi vẫn làm nha, gì chứ riêng tiền là tôi rất có chính kiến. Là một người có niềm đam mê với màu sắc thì cái móc chìa khóa không thể dưới 5 màu. Ngoài để thông cáo thiên hạ là cá tôi nổi nhất đêm nay thì còn để đả thông con mắt có cũng như không của chủ nhân. Mỗi khi cầm cái USB ra ngoài tiệm, xanh, đỏ, vàng, cam, màu gì cũng có. Sau khi tương tác ở phần đầu xong, ta chuyển qua phần vẩy. Một con cá sặc sỡ nhất là ở phần nào? Đúng rồi đấy, nó là ở phần vẩy. Con này là tôi tự nghĩ ra thôi chứ nó chẳng thuộc giống cá gì cả. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì tôi đã không có năng khiếu toán lý hóa rồi. Đỉnh điểm là sau lần tôi đánh rơi cái bút bi xuống đất thì tất cả những kiến thức ấy đã rơi cùng với chiếc bút đấy rồi. Nhưng ông trời rất là công bằng nhá, cướp đi nhận thức về toán lý hóa của tôi nhưng lại phú cho tôi về khả năng về văn sử địa, đặc biệt là năng khiếu hội họa. Sau khi tốt nghiệp trường vẽ 5 năm thì những con vật tôi vẽ nó không bao giờ là tầm thường. Ví dụ như con cá mà tôi đang làm dưới đây chính là sản phẩm của một lần ăn cá kho làng Vũ Đại. Phải công nhận là con cá nó ngon. Còn ngon thế nào thì tự các bạn mua về ăn nhá. Ngon lắm thật đấy. Thật. Tôi nói thật. Nếu các bạn hỏi cái kỹ thuật cao siêu mà tôi đang làm ở đây là gì thì tôi xin trả lời đây là kỹ thuật cảnh thái lam, hay còn gọi là pháp lam các bạn nhé. In 5 giây quảng cáo là bạn nào muốn mua nguyên liệu tự làm thì xin cứ liên hệ với tôi. Ngoài buôn dưa lê ra thì tôi còn xỉ lẻ nguyên liệu handmade nữa, nên là nhớ ghé chỗ tôi mua ủng hộ nha. Nhớ đấy, hoặc là tôi sắp phải đóng tiền nhà rồi. Đổ màu xong thì phải đợi 2 ngày keo khô, khô xong mới làm tiếp được. Thế nên cho đến khi cái móc được hoàn thành, mong là cái USB hiện tại chưa có chuyển hộ khẩu sang hàng in lần nữa. Ok, vậy là hết cái video ngày hôm nay rồi đấy. Bye bye.